Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây là một trong những dự thảo luật được các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước hết sức quan tâm. Nếu luật đất đai sửa đổi giải quyết được những mâu thuẫn về đất đai đang xảy ra hết sức phức tạp trong xã hội, thì sẽ góp phần rất lớn giảm thiểu các vụ khiếu nại kéo dài, đồng thời nhà nước và người dân sẽ khai thác được nguồn lực từ đất đai một cách hiệu quả hơn. Một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận là cơ chế định giá đất. Đồng tình với quy định như trong dự thảo là nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch sau đó tiến hành đấu giá cho những người có nhu cầu, tránh tình trạng doanh nghiệp phải thỏa thuận đền bù với người bị thu hồi đất. Song một số đại biểu lại bày tỏ sự băn khoăn là liệu nhà nước có đủ kinh phí ứng trước để giải phóng mặt bằng hay không. Bây giờ giao cho nhà nước thu hồi đất thì cũng là một điểm mạnh trong luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên là cái khả năng để làm việc này thì cũng là một vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục xem xét các điều kiện để xem thử cái khả năng của nhà nước tới mức độ như thế nào để có thể thực hiện được cái việc thu hồi đất và sau đó giao đất hoặc cho thuê đất lại. Về chế tài đối với các tổ chức cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, có đại biểu cho rằng nhà nước cần thu hồi lại những diện tích đất này chứ không nên phạt tiền như quy định trong dự thảo luật. Tôi thấy là cũng không nên là có cái hình thức là phạt tiền mà phải kiên quyết bằng cách là nếu mà sử dụng mà vi phạm thì chúng ta là phải thu hồi chứ không kéo dài bằng cái hình thức phạt tiền này. Phạt tiền thì mình cũng không theo dõi được người ta nộp phạt như thế nào và cứ kéo dài cái thời gian trì trệ ra cái thời gian thực hiện dự án này thì nó rất là khó. Có đại biểu đề nghị cần bổ sung vào dự thảo luật điều khoản khi hết thời hạn giao đất nông nghiệp thì người được giao có tiếp tục được sử dụng hay phải trả lại cho nhà nước. Những người được giao không định cư ở địa phương hoặc đã chết thì có phải trả lại đất để nhà nước giao cho những người sinh từ năm 1993 đến nay không có đất hay không? Đến bây giờ chúng ta dự kiến chúng ta giao 50 năm nữa. 50 năm nữa cộng với lại 20 năm trước đây là 70 năm. 70 năm như vậy là nếu chúng ta tính 18 năm một thế hệ là 4 thế hệ. 4 thế hệ người ở nông thôn không có đất thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Nhưng mà trong dự án luật này chúng tôi rất tiếc rằng là không đề cập được vấn đề này. Tất cả các cái nội dung ở trong luật đều không đề cập đến cái nội dung này. Có nghĩa rằng chúng ta coi cái chuyện đó nó là bình thường, nó là thường xuyên. Trong khi đó thì là đại biểu Quốc hội đã có ý kiến rất nhiều, nhưng mà chính phủ chưa có cái chủ trương gì về cái nội dung này cả. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn vì trong dự thảo luật đã quy định rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng tại sao khi thu hồi đất thì chỉ có người đang sử dụng đất được thụ hưởng toàn bộ tiền bồi thường, chứ nhà nước, người chủ đích thực của đất lại không được hưởng lợi gì từ việc thu hồi đất này.